có bằng lái xe rồi các bác ạ thì hai lần với đỗ khổ vậy mà mình cũng có phải là ngu lắm đâu nhưng mà là do cái điều hòa xe tại sao em lại nói như thế thì các bác hãy xem tiếp video cùng bàn luận với em nhé chào tất cả mọi người nhé hôm nay rảnh thì lại đi dọn tủ dọn tủ thì lại thấy cái tờ giấy này thì bao nhiêu cái kỷ niệm nó ùa về thì lại ngồi làm video cho các bác thì chắc mọi người ai thi bằng lái xe tô thì cũng biết cái này là cái gì không chứng chỉ sơ cấp Còn đây là bằng lái xe của em thì năm 2021 rồi nhưng mà dạo này có điều kiện mua xe đâu nên bằng vẫn để đấy nhưng mà muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm cũng như là cái kỷ niệm của em cái đợt thi bằng lái xe này thì em thi mất hai lần mới đỗ lý thuyết thì không phải nói rồi lý thuyết thì đơn giản rồi mình còn trẻ mà, mình học mẹo rồi học trên app điện thoại tải app Các bạn chưa biết cái app mà học lý thuyết ấy, thì mình để bên dưới link nhé Các bạn có thể click vào để tải trên iOS hoặc là trên CH Play Thì mình học lý thuyết thì đơn giản thôi Không có gì cả, mình cứ làm hết tất cả các bài tập Ở trong cái app đấy là làm, làm đi làm lại làm đến lúc nào phải đúng 100% tất cả các bài tập ở trên app là mình thi lý thuyết là đỗ thôi, đơn giản vậy thôi. Còn các bác mà cứ mua cái quyển sách uh, dạy lý thuyết ấy, sách mấy trăm câu hỏi ấy mà học từ đầu đến cuối không bao giờ học được luôn. <laughs> các bác mà học chỉ đến để nắm vững kiến thức lái xe thì nên đọc cái quyển sách đấy còn để mà thi đỗ thì học trong quyển đấy không học được. Rất là lẳng nhàng, rất là khó nên mình phải học một chút mẹo thôi. Còn ở cái video này ấy, thì em muốn nhấn mạnh ở cái điểm mà khi mà các bác có rất nhiều các bác bản thân em vậy đi lúc mà đi học ấy đi học chưa phải đi thi nhé đi học thì lái xe thực hành lúc nào cũng 90 trên 100 thậm chí 100 trên 100 luôn cùng lắm ấy thì 85 điểm kiểu gì cũng đỗ chả trượt phát nào nhưng mà đi thi thì lại trượt đúng cái chỗ đề pa lên dốc đấy nó hay nó thú vị ở cái chỗ đấy chắc là nhiều bác thi rồi là cũng hiểu cái ý của em cái dốc con dốc đau khổ con dốc gọi là tốn biết bao nhiêu tiền của mọi người dốc thì cũng không phải là dốc lắm chỉ có một đoạn dốc rất ngắn thôi nhưng mà làm khó chịu bao nhiêu người bực mình bao nhiêu người đấy bản thân em đã từng trải qua rồi lúc đi học thì phát nào cũng vọt qua thôi chả bị lùi dốc và chả bị phát nào đấy là em cứng rồi nhá nói chung là em cũng là không phải trách các chị em phụ nữ đâu nhưng mà bản thân em là đàn ông con trai thì em cảm thấy mình lái cũng khá là cứng cứng ở trong cái con dốc ấy rồi tức là mình cứ nghe theo các chỉ đạo của thầy một hai lần làm theo thầy là qua thôi đơn giản mà đúng không như của em học ở bên đồng đô họ dạy em là bắt đầu về gì nhỉ nhấn phanh đúng không? Nhấn côn, nhấn phanh dừng kít từ trên dốc. Đấy, tham bắt đầu nhả 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 rất vẫn ấn phanh xong bắt đầu nhả côn từ từ ra. Đến khi nào là xe nó rung lên bắt đầu mình nhả phanh nhà xe nó ra. Xe xe nó qua dốc luôn. Đấy, đơn giản đến thôi đấy, bọn em học là như thế. Còn sau khi mà đã thi xong đã có cái bằng này, Thì lần 2, lần 2 có kinh nghiệm rồi thì bây giờ em xin chia sẻ các bác quát các bác đừng học cái kiểu như thế nhá thực hành ấy thực hành mà nếu mà các bác mà học cái kiểu mà lên dốc dừng ở chỗ đoạn dốc ấy nhấn côn nhấn phanh xe dừng lại rồi đấy xong bạn lúc các bác đi ấy mà các bác bắt đầu vẫn nhấn chặt phanh nhắm đầu nhà từ từ côn xong cảm nhận cái xe ấy. khi nào xe nó rung 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 lên xong mà nhìn cái kim đồng hồ ấy nó nhích lên vạch số 1 đúng vạch số 1 xong bắt đầu nhả hết chân phanh ra là xe tự lên thì các bác đừng học cái kiểu đấy rất dễ bị trượt nhá không biết tùy về vì em tùy mỗi một nơi họ dạy cái kiểu đề ba lên dốc khác nhau thì cái chỗ em là họ dạy như thế và em thấy rất nhiều chỗ họ cũng dạy như thế và thường những cái chỗ dạy như thế lúc đi học thì ngon lúc đi thi thì trượt đấy nếu mà học ngay từ đầu ấy, em khuyên các bác là học cái kiểu đề pa lên dốc mà cái kéo phanh tay ấy. Kéo phanh tay ấy nhá. Các bác kéo phanh tay lên. Đấy xong nó, nó hơi mất nhiều thao tác hơn là các bác gọi là cảm nhận cái độ rung của xe với lại nhìn cái chỉ số đồng hồ. ở cái video này mình chẳng có xe ô tô mà cũng chẳng có cái gì để thực hành cho các bác cả những cái mình nói qua các bác hiểu. À, các bác tự lên YouTube các bác tìm hiểu đó là kỹ thuật gọi là đề pa lên dốc kiểu giữ phanh chân với lại để pa lên dốc kiểu kéo phanh tay thì mình khuyên các bác nên học theo cái kiểu kéo phanh tay nhá, bởi vì kéo phanh tay thì khi mình kéo phanh tay thì mình bỏ cái phanh chân ra mình đệm ga được thì nó sẽ chắc chắn là nó qua cái bài đấy gần như 100% là các bác thuần thuần thục thuần thạo. Tức là các bác làm một hai cái lần đầu ấy mới học ấy, thì cảm giác cái 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 thao tác mà kéo phanh tay với lại cái thứ nó, nó nhiều bước ấy nó nó hơi lằng nhằng nó hơi mất thời gian và cái đồng hồ thi ấy, nó cứ đếm tích tắc mình sợ mình run rồi. nhưng đừng nhưng mà đừng 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 lo về vấn đề đấy bởi vì kéo phanh tay kỹ thuật kéo phanh tay khi mình nhả phanh tay xong mình đệm ga ở trên cái dốc đề pa đấy thì nó sẽ dễ đỗ hơn là là mình sử dụng cái cái côn phanh chân kia em thi trượt cái lần đầu ấy, em rất là cay cú bởi vì đấy tại sao mình học thì lại cứ qua mà mình đi thi lại sao lại dỗi long ngóng thế mà không phải là tại mình kém đâu mà bởi vì do cái xe của trường thi. Đấy. Thế nên em, em phải làm cái, cái 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 video này em chia sẻ luôn các bác là do cái xe ừ. ở trường thi, chắc chắn 100%, 100 là do cái xe. Tại sao em lại chắc chắn 100% đấy là em đã thử nghiệm rồi. Đấy. Em thi ở cái sân Ngọc Hà nhá, Ngọc Hà đi đi qua cái cầu Thăng Long các bác search uh, trên Google thì uh, sai tái xe Ngọc Hà thì cái website của trường đấy là đào tạo lái xe ngọc hà co com nếu các bác cũng đang thi ở cái trường đấy và sắp thi ở cái trường đấy lưu ý những cái lời em nói ở video này thì biết đâu nó có ích cho các bác cái trường đấy thì nó sử dụng xe vios em thi bằng b 2 mà còn các bằng khác các bác tự tìm hiểu nhá còn bằng b 2 nhiều người thi nhất thì nó sử dụng cái xe vios 5 chỗ cái xe đấy ấy, cái lúc mà các bác đi học ấy, có ông thầy ngồi cạnh thì bao giờ cũng là đóng cửa xe và bật điều hòa số 2. Đấy là những cái tình tiết mà em để ý. Còn em không phải là dân kỹ thuật xe nhá, cũng không phải là nghiên cứu về xe mà không biết tại sao lại như thế. Lúc em đi học thì là như thế, còn lúc em đi thi lần đầu tiên mùa hè nên họ mở hết cửa xe ra và họ tắt điều hòa. Đấy, bởi vì em đã tập ở cái sân này trước khi thi em tập hai uh, buổi. Hai buổi hai giờ liền nhau em với một chị đi tập tức là mua 2 giờ thì tức là được mà bao nhiêu tiếng nhỉ cũng không nhớ nói chung là được nói chung được 2 k đấy hai k thế là tập 2 hai buổi là 4 k khá cứng rồi đấy mà những cái buổi tập đấy thì chả có lần néo là trượt cả thế mới hay như này đúng ngôm đi thi thì lại lên dốc là bắt đầu nó lột... chết máy chết máy xong bắt đầu là mình kiểu không cảm nhận được độ rung của xe đấy nên là nhả vội nhả vội nhả vàng ra là chết máy chết máy đề lại là quá thời gian là thôi mà bạn thi trượt mời bạn đưa xe về sân đỗ ui ôi, nóng nóng tiết về tìm hiểu trên mạng search ở trên uh, forum với các cái kiểu ô tô fan để xem cái kinh nghiệm thi làm sao tại sao xe mình uống đấy nó yếu thế đéo lên được dốc bực đấy không? thế thì mới 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 đăng ký thi lại lần thứ hai và sau khi đã tham khảo các ý kiến của các bác ở trên ô tô fan thì rất ít bác nói nhưng mà em đọc được đúng một cái comment hiện tại thì em không tìm lại được nhưng mà hồi đấy em không biết là em search cái gì mà em đọc được đúng một cái comment của bác đó là lên xe các bác mở cửa hay đóng cửa bác cứ bấm cái nút điều hòa bật cái nút điều hòa lên cứ ac ra gì ấy bật lên bật điều hòa lên số 2 thì sẽ lên dốc dễ dàng hơn cảm nhận xe dễ dàng hơn nếu mà các bác học cái kiểu mà cảm nhận chân côn chân phanh chứ không dùng tay phanh thì các bác phải bật điều hòa số 2 thì xe nó sẽ khỏe hơn đi lên dốc hơn cái bác thử nghiệm nhá bởi vì sau khi đọc được cái comment này em đã áp dụng ở trong cái lần thi thứ hai trong cái lần tập luôn đi tập đi tập hai buổi hai buổi em tập hai buổi em đăng ký lại hai buổi là là thêm bốn lần tập nữa thì em đều đăng ký cái xe một xe, đó là xe số 16. Đấy. Thì ở cái lần đi đầu tiên thì em bật điều hòa. Đấy, bật điều hòa lên xong đến lúc mà em đi vững rồi thì các thầy thường thấy mình đi vững rồi, ngon rồi là các thầy bỏ xe đấy, các thầy đi uh, uống nước chè để cho mình tự tập cái xe đấy. Đấy rất là sướng thì khi mình có một mình mình trên xe ấy thì bắt đầu em thử nghiệm là tắt cái điều hòa đi thì xe công nhận yếu hơn thật. Đi lên dốc kiểu nó êm êm du. ấy, lúc mình dừng trên dốc ấy, xong mà mình giữ chân phanh nhưng mình nhả côn rất là kiểu rất là 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 yếu yếu thế nào ấy, nó không thể cảm nhận được độ rung của xe mà khi mà không cảm nhận độ rung của xe mà nhìn đồng hồ ấy, nó cũng lên vạch số 1 rồi mình thả ra kiểu dị chết máy mấy lần rồi. Đấy. Sau đó em lại bật điều hòa lên thì cái độ rung của xe nó rung hơn hẳn nó, nó kiểu u lên thì mình vừa cảm nhận được mà cái xe kể cả mình căn cái đồng hồ nó 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 chỉ cần chưa cần tới cái số 1 lắm mình nhả chân ra là xe đã nó tự nó bò qua cái dốc rồi đấy thế mới hay nếu mà các bác mà đang thực hành ở cái sân Ngọc Hà hãy thử theo lời em nói nhé nhưng đầu tiên đấy đầu tiên các bác lên lên cái trang web của nó ấy. các bác bút vé thì các bác đến sân trước đi xong các bác mấy lần khoảng độ hai lần đầu tiên các bác tập thì sẽ có thầy ngồi bên cạnh, thầy ngồi bên cạnh các bác cứ làm theo ý thầy, cứ làm ngon nghẻ đi à, đừng có mà thể hiện cái gì cả sau khi nào khi mà thầy thấy ấy, mình lái ngon rồi ok có thể yên tâm giao xe cho mình rồi thì lúc đấy mình sẽ thử nghiệm những cái mà mình cho là đúng đắn những cái mà mình ví dụ như mình học được ở trên mạng hay học ở đâu đấy ví dụ như mình căn vạch thế nào cho chuẩn này hoặc là đi cái đường đinh thì căn cái chỗ nào thì lúc ấy mình tự mình thử nghiệm nhá thì sao còn những khi mà có thầy trên xe thì mình ngoan ngoãn đi ngoan ngoãn làm theo thầy đi nhá chứ đừng 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 hỏi han hay khỏi han những cái điều đúng đắn thì được nhưng mà đừng có mà làm theo ý mình cái kiểu gì để thầy không vừa ý thì cái buổi học của mình nó không được như ý như của mình kinh nghiệm của mình là như vậy mình cứ đi mình ngồi ngoan ngoãn một lần xong đến lần thứ hai là thầy sẽ tự thầy xuống xe đi uống nước trẻ kệ mày có xe đấy thì mày cứ tập đi đấy thì cái lúc đấy mình có cái xe của mình một mình mình xe rồi bắt đầu uh, mình yếu cái bài nào thì mình cứ tập mỗi bài đấy thôi uh, còn nếu mà có thầy trên xe ấy thì đi hết một vòng đi hết một vòng thì cái thời gian tập nó nhanh lắm các bạn mà lóng ngóng ấy chỉ đi được khoảng hai vòng ba vòng là tôi hết giờ ra ngoài còn đấy thì khi mà các bạn mình các bạn tập một xe rồi ấy mà sân nó vắng vắng ấy thì các bạn có thể là có mấy cái chỗ lùi chuồng ấy lùi chuồng thường các bạn hay yếu đúng không? ghép ngang này lùi chuồng các bạn có thể tập đi tập lại ghép ngang lùi chuồng đấy cũng được chứ không cần phải qua cái bước khởi động rồi hoặc các bác yếu đề ba dốc yếu đề ba dốc chỉ tập mỗi đề ba dốc thôi cũng được đấy xong hôm sau hôm sau mình mới lùi chuồng sau đấy cái nào mình yếu mình tập ngon thì đã xong mình tập sang cái khác đấy là cái kinh nghiệm của mình À, và thêm nữa là các bạn có nếu các bạn học ở cái trường uh, Ngọc Hà này hoặc các trường khác ấy thì nó có cái phần đăng ký học online ở trên uh, trên, trên, trên 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 website của họ ấy thì mình nên đăng ký học à, mình đăng ký thì tự đăng ký nó rẻ hơn đấy lúc đầu mình có biết đăng ký ở đâu đâu thì mình cũng nhờ hết qua cái ông thầy dạy lái của mình thì tin tưởng thầy mà à, Hai chữ thì yêu với thầy tin tưởng thầy nhưng mà thực sự thì khi mà thầy đặt cho mình thì mình về mình xem lại thì nó đắt hơn 100 đấy ôi trời trăm bạc thôi cũng chẳng đáng bao nhiêu rồi nhưng mà nó không hay lắm mình tự đăng ký thì rẻ hơn được trăm đấy hai chị em đi học với nhau hai buổi đấy thì các bác nào mà học xe ngọc hà nhá xe vai ốt năm chỗ nhá số số sàn thì các bác hãy thử cái phần đề ba lên dốc đấy là một cái là bật điều hòa, một cái là không bật điều hòa thì các bác sẽ thấy nó khác nhau đấy, khác nhau nhá. Nếu mà các bác thấy khác nhau thì hãy quay đây comment để cho các anh em cùng biết để cùng qua nhé chứ không con dốc nó đau khổ quá. Một cái tip nhỏ cho các bác đó là à, thuê xe thì cái này có sân có sân thuê được, có sân không thuê được tùy người. ấy Các bác cứ liên hệ với ông thầy dạy lái, ông thầy ông quen mà nếu các bác có nhu cầu, ví dụ các bác Uh, đi học ấy, các bác học xe số 4, các bác đi thi các bác cũng muốn xe số 4 bởi vì mình học quen xe số 4 rồi. Đấy, mình thấy chuẩn chân ga, chân côn, chân phanh rồi các cái điểm căn của xe số 4 nó hợp với các bạn. Các bạn học lần đéo nào cũng qua thì các bạn đi thi các bạn muốn được xe số 4, các bạn hãy bảo với ông thầy hoặc là tìm một cách nào đấy của các bạn là liên hệ với mấy cái ông ông gì ông đứng ở xe mà cái phần mình đi thi ấy. Uh, tiền tiền nói chung là cứ tiền à, đợt ấy mình là mất 500 trăm nghìn để để thuê cái xe mình tập nhưng mà cái, cái 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 buồn cười của mình là mình thuê không đúng xe mình thuê cái xe của mình tập mà cái lần hai lần hai lúc lần lần đầu mình không thuê xe bởi vì thầy á thầy bảo là ôi xe bây giờ ngon lắm không phải những cái xe kiểu ghẻ lở ngày xưa đâu xe ghẻ lở ngày xưa thì có xe ngon có xe xịn thì mình không biết nó như thế nào nên phải thuê xe Uh, thì mới qua được. Đấy cái kiểu kiểu đấy còn bây giờ xe nào cũng như xe nào, thầy bảo vậy. Nhưng mà nếu các bạn mà không cứng không chắc chắn thì các bạn cứ nên thuê, nên thuê cái xe mình uh, mình, mình 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 đã tập quen rồi thì mất 500, đợt đấy mình mất 500 còn bây giờ các bạn uh, bao nhiêu rồi thì mình không biết nhưng các bạn cái đấy phải khéo léo nhá. Khéo léo. Đợt đấy thì mình cũng chia sẻ luôn là mình uh, thuê xe, lần thứ hai thuê xe nhưng mà mình lại không được đúng xe không được đúng xe đấy nhưng mà mình lại áp dụng cái phương phương thức bật điều hòa của mình đấy mình áp dụng cái phương thức bật điều hòa của mình thì lại may mắn qua 85 điểm suýt soát mẹ qua luôn thì mình về mình lại đòi được lại được cái 500 đấy bởi vì mình bảo với ông thầy dạy mình anh ơi em thuê xe nhưng có đúng xe đâu anh thế này ông mà ô thế à thế thì để anh bảo lại chứ đó đấy thế là ông lại trả mình 500 tiến đâu ra đấy, với va vớ vẩn là không được, không đấy thì nhiều bạn à, à, tiếc mình 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 tiếc gì cái 500 đấy để mình qua cho luôn, bởi vì từ chỗ mình trung tâm Hà Nội mà đến cái cái chỗ lái xe này đi mệt mỏi, mệt mỏi lắm thôi thôi cầm được cái này trên tay rồi, sau này muốn bổ túc thêm thì bổ túc thì cứ qua mẹ đi đã. đấy thì các bạn nào nhé các bạn đang học ở sân ngọc hà hoặc là học cái xe vai ốt các bạn cứ thử cái tip của mình đó là bật điều hòa và một lần uh, bật điều hòa một lần tắt điều hòa các bạn xem để các bạn đi thi các bạn chuẩn hơn nhé khi mà mình học ấy thì mình kéo hết cái kính lên mà uh, nó không bị áp lực còn đi thi hầu như là các bạn bỏ hết cái kính xuống mở hết bốn cái kính để các bạn có thể nhìn cái gương chiếu hậu ấy cho nó Uh, rõ hơn căn để nó dễ hơn đấy thì cái 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 không biết là cố vô tình hay cố ý mà người ta toàn tắt điều hòa người ta bảo là mở cửa này bật điều hòa làm cái gì gió trời ấy, mát rồi bật điều hòa làm cái gì đấy còn khi học các bạn kể ý học cái nhá lên xe phát nhá kéo hết cửa kính lên thầy tự động thầy bật điều hòa cho mình mình không phải bảo đấy nhưng mà cái đấy mình nên để ý vài lần thì mình thấy đi thi nhá mặc định nhá cửa sổ nhá xe kéo hết xuống điều hòa tắt đấy thế là mình trượt thôi đấy <laughs> các bác nào đang học hoặc là đã thi trượt mà bị cái lỗi như thế này thì các bác cứ comment ở dưới nhá để anh em mình gọi là biết được là cái mẹo đấy là mẹo riêng của em thôi cái mẹo là em chia sẻ thế thôi ờ, còn cái gì hay nữa thì các bác cứ comment bên dưới nhá anh em mình bàn luận cho nó sông sâu